Sau 10 năm đi kiện bệnh viện mắt Sài Gòn, một người Mỹ gốc Việt bị tòa bác đơn. Báo VN Express loan tin ngày 23 tháng 7 năm 2019, Tòa án Nhân dân Đảng Cộng sản Sài Gòn đã không chấp nhận đơn yêu cầu của ông Huỳnh Hữu Thông, người Mỹ gốc Việt. Trước đó, ông Thông đã kiện ra tòa yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện mắt Thái Thành Nam thuộc Bệnh viện mắt Sài Gòn bồi thường 56.000 Mỹ Kim thiệt hại ngoài hợp đồng. Nguyên nhân bác đơn của ông Thông được phía tòa án cho rằng ông Thông không chứng minh được độ xác thực của các hóa đơn ông chữa trị tại Mỹ, không chứng minh được Bệnh viện mắt Sài Gòn sai. Bệnh viện mắt Sài Gòn đã điều trị cho ông đúng phương pháp do ông không điều trị theo phác đồ của bệnh viện mà đã về Mỹ để chữa trị. Trước đó vào năm 2009, trong lần về nước thì ông Thông thấy mắt hơi mờ nên đến chi nhánh Bệnh viện mắt Thái Thành Nam để khám. Tại đây thì ông được chẩn đoán mắt bị đục thủy tinh thể. Sau khi được bệnh viện phẫu thuật, ông Thông thấy mắt mình bị nặng hơn, không còn nhìn thấy được gì. Sau đó thì ông Thông đến Bệnh viện mắt Sài Gòn khám và được chẩn đoán mắt bị loạn dưỡng giác mạc, loét giác mạc, sẽ mù vĩnh viễn nếu không kịp thời chữa trị. Sau đó thì ông Thông quay về Mỹ điều trị và chi phí hết tất cả là 46.700 Mỹ Kim. Điều trị xong thì ông Thông về lại Việt Nam yêu cầu Bệnh viện mắt Sài Gòn bồi thường số tiền điều trị và mất thu nhập với số tiền là 80.000 Mỹ Kim. Vì phía bệnh viện đã cầu thả và thiếu chuyên nghiệp. Lúc này thì Bệnh viện mắt Thái Thành Nam đồng ý hỗ trợ cho ông Thông 8.500 Mỹ Kim. Ông Thông không chấp nhận nên kiện ra tòa. Năm 2014, Tòa án sơ thẩm cấp thành phố đã bác đơn yêu cầu của ông Thông. Năm 2015, Tòa án tối cao tại Sài Gòn xử phúc thẩm, chấp nhận đơn của ông Thông, yêu cầu bệnh viện bồi thường 47.000 Mỹ Kim cho ông Thông. Đến tháng 3 năm 2016, Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm để làm rõ lại chứng cứ do ông Thông đưa ra theo yêu cầu của bệnh viện.